Việt Nam phê duyệt vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Bộ Y tế tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở và 2 triệu mẫu test. Thành phố Hồ Chí Minh có người nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng vào bệnh viện khám. Bắt giam nguyên phó chủ tịch tỉnh Phú Yên liên quan đấu giá xỉ 262 lô đất. Tàu SE8 bất ngờ bốc cháy dữ dội, hơn 10 tấn hàng hóa bị thiêu rụi. Bị phạt hơn 51 triệu đồng vì bán nước hoa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci. Giám đốc công ty ma bán hóa đơn 1.000 tỷ đồng, chồng làm chi cục thuế không biết. Săn hàng không đồng cho khu cách ly ở quận Tân Phú. Người dân cùng nhau mua thực phẩm gửi tặng những xóm trọ nghèo đang cách ly. Quý vị đang theo dõi một điểm tin trong nước ngày 4 tháng 6 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký quyết định phê duyệt có điều kiện vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch. Vaccine COVID-19 này có tên gọi COVID-19 vaccine Verocell Inactivated, tên khác là SARS-CoV-2 vaccine Inactivated, sử dụng cho phòng chống dịch cấp bách tại Việt Nam. Về thành phần hoạt chất, liều lượng vaccine Verocell, mỗi liều 0,5ml chứa 6.5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt trên mỗi liều 0,5ml. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế là đơn vị đề nghị phê duyệt vaccine này. Theo Bộ Y tế, việc phê duyệt vaccine phục vụ nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 có kèm theo 9 điều kiện. Trong đó, vaccine COVID-19, vaccine Verocell Inactivated được phê duyệt dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp cho Bộ Y tế tính đến ngày 29 tháng 5. Ngoài ra, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có trách nhiệm phối hợp với cơ sở sản xuất vaccine bảo đảm các điều kiện sản xuất COVID-19 vaccine Inactivated nhập khẩu vào Việt Nam và bảo đảm an toàn, hiệu quả, chất lượng của vaccine này. Thưa quý vị, sáng 4 tháng 6, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã tiếp nhận 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở và vật tư tiêu hao, phục vụ cho 2 triệu mẫu test của tập đoàn Vingroup trao tặng với tổng giá trị hơn 460 tỷ đồng, tương đương 20 triệu USD. Số máy xét nghiệm trên là kết quả cuộc đàm phán giữa Vingroup với công ty Bretonix Singapore, nhà sản xuất máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở đầu tiên trên thế giới, để đưa thiết bị này về Việt Nam từ nay đến hết tháng 8 năm 2021. Được biết đến nay, Vingroup đã tài trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam với tổng trị giá hơn 2.287 tỷ đồng. Theo các chuyên gia, phương pháp xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở có ưu điểm nổi bật là nhanh chóng, độ chính xác cao và không cần phải lấy dịch tị hầu và họng. Người được xét nghiệm chỉ cần thổi vào miệng van một chiều dùng một lần, được kết nối với dụng cụ lấy mẫu hơi thở. Hơi thở ra được thu thập và đưa vào một khối phổ kế tiên tiến để đo lường. Máy xét nghiệm này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, phát hiện những thay đổi sinh hóa trong hơi thở để phát hiện COVID-19, cho ra kết quả trong vòng chưa đầy một phút với độ chính xác hơn 90%. Thiết bị xét nghiệm này đã được Cơ quan Khoa học Y tế của Singapore, HSA, cấp phép. Sáng 4 tháng 6, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn đến các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố, đề nghị xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh điều trị trong ngày hoặc nhập viện điều trị nội trú. Nội dung công văn nêu rõ, đã có người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng và không có yếu tố dịch tễ rõ ràng qua khai báo y tế đến các bệnh viện làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Trên thực tế, thành phố hiện có 2 bệnh viện đang bị phong tỏa hoàn toàn do phát hiện nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 gồm Bệnh viện quận Tân Phú, 2 nhân viên, Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn, 1 nhân viên. Các bệnh viện tạm thời ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú do có người bệnh dương tính từng đến khám bệnh gồm Bệnh viện quận Bình Thạnh, Bệnh viện Phụ sản Mekong, Bệnh viện Tâm thần, cơ sở Lê Minh Xuân và Bệnh viện quận Gò Vấp. Ngoài ra, 2 phòng khám tạm ngưng hoạt động do phát hiện ca bệnh dương tính từng đến khám gồm Phòng khám Đa khoa Trần Diệp Khanh, quận Gò Vấp và Phòng khám Xóm Mới, quận Gò Vấp. Trước tình hình trên, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện bên cạnh chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần cho nhân viên y tế, phải triển khai xét nghiệm tầm soát bằng phương pháp RT-PCR cho người bệnh và thân nhân người bệnh có chỉ định can thiệp, điều trị trong ngày, phẫu thuật trong ngày, hóa trị, xạ trị, hoặc nhập viện điều trị nội trú để kịp thời phát hiện nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2. Thưa quý vị, sáng 4 tháng 6, Công an Phú Yên cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên. Ông Hiến bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí khi ký các quyết định trái pháp luật trong việc đấu giá xỉ 262 lô đất ở khu đô thị Nam Tuy Hòa, Phú Yên.
khi giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến đã cho phép giảm hơn 8 tỷ đồng tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất của 262 lô đất tại khu đô thị, trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước. Thưa quý vị, vào khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 6, tàu SE8 chạy hướng Nam Bắc khi đến địa phận phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, thì một toa chở hàng sát đầu máy đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện cháy, lái tàu lập tức cho tàu dừng và báo về trung tâm chỉ huy, đồng thời gọi điện cho lực lượng cứu hỏa. Để bảo đảm an toàn, những hành khách trên tàu được hướng dẫn rời tàu. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục nhân viên đến dập lửa. Đến 2 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Đến 5 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hơn chục tấn hàng hóa trên tàu, gồm hàng bách hóa tổng hợp và đồ điện tử. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cục Quản lý Thị trường Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh do bà Tạ Thị Quỳnh Anh là người đại diện ở tổ 13, khu 13 xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai, số tiền hơn 51 triệu đồng. Bà Quỳnh Anh bị phạt về các hành vi buôn bán hàng hóa giả nhãn hiệu Chanel đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam trên môi trường Internet, kinh doanh hàng nhập khẩu có gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, bán 1.118 chai nước hoa là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Đội Quản lý Thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường Đồng Nai kiểm tra cửa hàng Quỳnh Quỳnh, lập biên bản vi phạm hành chính về 3 hành vi nêu trên. Ngoài phạt tiền, Cục Quản lý Thị trường Đồng Nai còn đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu, đồng thời buộc tiêu hủy 1.118 chai nước hoa giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci từ cửa hàng này. Thưa quý vị, trao đổi với báo Vietnamnet, Chi cục thuế khu vực Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa cho biết, sau khi có thông tin anh Ca là cán bộ Chi cục thuế khu vực Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa có vợ bị bắt liên quan tới đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, lãnh đạo Chi cục đã yêu cầu anh Ca làm văn bản báo cáo giải trình. Theo anh Ca, vợ anh là Hoàng Thị Von, sinh năm 1990, trú ở phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Trong hai năm 2016-2017, vợ chồng anh sinh được 2 người con. Do thời gian sinh nở gần nhau nên vợ anh ở nhà chăm sóc con cái. Đến cuối năm 2019, vợ anh mới bắt đầu xin đi làm kế toán cho một công ty nội thất trên địa bàn thành phố. Giữa năm 2020, anh lại thấy vợ nói vừa xin được công việc khác nữa, đó là làm văn thư cho khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Hồng Đức. Trong khoảng thời gian làm kế toán cho công ty nói trên, đến nay anh không thấy vợ mang hóa đơn, chứng từ sổ sách về nhà làm, thỉnh thoảng có ngồi làm máy vi tính cái gì đó một chút và không có biểu hiện gì bất thường. Thậm chí đến tháng còn hỏi tiền lương của chồng để nộp tiền học cho con. Cũng trong khoảng thời gian này, anh Ca đi chữa bệnh thoát vị đĩa đệm, đến cuối năm 2020 bệnh mới khỏi và quay lại làm việc. Do đó, bản thân anh không hề biết việc vợ mình làm gì, cũng không tham gia hay tư vấn cho việc vợ mua bán hóa đơn hay thành lập công ty. Theo ông Tuyên, việc bà Von, vợ anh Ca bị bắt liên quan tới mua bán hóa đơn thì đã rõ. Quan điểm của chi cục, như báo cáo tường trình của anh Ca thì anh này không liên quan, cũng không biết việc của vợ làm. Cơ quan chức năng cũng chưa có một kết luận nào nói anh Ca có liên quan tới công việc của vợ. Trước đó, như đã đưa tin, Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây thành lập công ty ma mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng do Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1967, trú ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, cầm đầu. Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, 3 ngày nay, gian hàng không đồng đã phục vụ miễn phí cho 73 hộ gia đình nằm trong điểm cách ly phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại hẻm 17 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Gian hàng có hơn 100kg rau củ, 12 loại, hàng trăm gói mì, 500 quả trứng, 160kg thịt heo, 40 chai dầu ăn và 100 hộp đồ hộp các loại được bài trí ngay ngắn trên kệ. Mỗi ngày gian hàng phục vụ hơn 300 nhân khẩu của 73 hộ gia đình nằm trong điểm cách ly phòng chống dịch bệnh tại hẻm 17 đường Gò Dầu. Từ sáng sớm, các tình nguyện viên đã đến sắp đặt hàng hóa, nhu yếu phẩm lên kệ. Tất cả đều gọn gàng, thuận tiện để người dân trong khu cách ly dễ dàng chọn lựa. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Quý chia sẻ, mô hình gian hàng không đồng giúp người dân trong khu vực cách ly cảm thấy ấm lòng hơn, giúp người dân có thể tự chọn lựa những sản phẩm cần thiết theo nhu cầu của gia đình mình. Thưa quý vị, trước những ảnh hưởng từ dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, vì sợ những người dân trong khu vực phong tỏa không kịp xoay sở, nhiều người dân đã kết hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị nhiều phần quà, thức ăn và nước uống để mang đến gửi tặng bà con. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, chỉ cần một thông tin về địa chỉ nơi phong tỏa cần sự hỗ trợ là hàng chục bạn trẻ và các mạnh thường quân góp công sức, tiền bạc để đến tận nơi chung tay.
Những ngày qua tại các điểm phong tỏa, những suất cơm miễn phí, gạo, mì, nhu yếu phẩm liên tục được gửi đến cho người dân, đặc biệt là những người dân lao động đang lao đao vì dịch bệnh. Để thuận tiện hơn trong việc trao quà cho bà con, đề phòng việc lây nhiễm COVID-19 tại những khu vực phong tỏa, các hội nhóm từ thiện phối hợp trực tiếp với chính quyền địa phương để hỗ trợ kịp thời cho bà con. Không chỉ có gạo, mì và cơm hộp, nhiều người còn chuẩn bị rau củ tươi sống, thịt cá và nước uống để mang lại tặng cho bà con khu vực phong tỏa. Dù cho những phần quà không có giá trị nhiều về mặt vật chất, tiền bạc, nhưng tấm lòng rộng mở của những người dân khiến ai nấy đều ấm lòng. Ai cũng mong một ngày gần nhất, dịch bệnh sớm được đẩy lùi để người dân ổn định cuộc sống. Bản tin trong nước tối 4 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Kính chúc quý vị mạnh khỏe và gặp nhiều an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.